Khốn kiếp, mình rơi xuống hành tinh nào đây? Các linh hồn đồng đội của mình đâu rồi? Sao nơi này nhiều xác chết bị khô héo thế này? Phải làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Cơ thể tài tình Eritus đã bị tan tành rồi. Mình và linh hồn của đồng đội của mình mỗi người một nơi. Còn tên Unchagon tài tình cameraman nữa, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo. Chết tiệt. Ở đây dường như có vài cái xác đầu camera thì phải. Hay là mình tạm thời nhập hồn vào cái xác này để đi tìm đồng đội của mình trước đã. Hey, được rồi, quyết định vậy đi. Khó chịu quá, cái xác này chết tiệt thật, dường như nó bị khô héo từ rất lâu rồi. Nhưng phải tạm thời sử dụng nó. Đi thôi nào. Chết tiệt thật, mình đã đi rất nhiều nơi rồi, nhưng chẳng thấy linh hồn nào của đồng đội mình ở đây cả. Không ổn rồi, mệt quá. Cuối cùng chúng ta đã giết sạch lũ sinh vật sống ở thành phố này, cướp lấy chỗ ở của bọn chúng, cướp lấy thức ăn của bọn chúng, thật là tuyệt vời quá đi. Gì đây? Là một lũ quái vật bồn cầu kỳ quái à? Chưa vui mừng được đâu. Dạo gần đây ta thấy trong thành phố này xuất hiện một cái lỗ hổng không gian quái lạ, chắc chắn nó dẫn tới một hành tinh của vũ trụ khác. Chúng ta phải nhân cơ hội này phát triển lực lượng thật mạnh mẽ, trở thành một đội quân quái vật bồn cầu. Sau đó du hành xuyên cái lỗ không gian đó đi xâm chiếm cả hành tinh khác luôn. Chết tiệt, đúng là một bọn xấu xa. Hành tinh này bị bọn chúng đập phá, giết sạch. Bọn chúng còn muốn âm mưu xâm chiếm hành tinh khác. Không ổn rồi. Nhân lúc bọn chúng chưa phát triển mạnh mẽ, mình phải diệt trừ bọn chúng trước đã. Lũ khốn kiếp, các ngươi đừng hòng làm chuyện xâm bậy. Cái gì thế kia? Có kẻ dám vào trung tâm thành phố mà chúng ta chiếm đoạt được à? Là một tên tài tình Evil Man. Chết tiệt. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi muốn gì? Ta vô tình đặt chân tới đây thì thấy được lũ xấu xa các ngươi. Ta không thể nào đứng nhìn các ngươi làm chuyện xâm bậy, nên quyết định ra tay trừng trị các ngươi. Mặc dù hình dạng của ta trông quái dị, khô cằn, nhưng ta không ngán các ngươi đâu. Chịu chết đi, lũ bẩn thỉu. Ta sẽ giúp hành tinh này xanh sạch đẹp hơn. Nghe kìa, tên tài tình Evil Cameraman, bọn ta không thù không oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại làm vậy? Cầm mồm, phải chết đi. Chúng mày xuống địa ngục, Diêm Vương sẽ cho chúng mày biết tội lỗi chúng mày là như thế nào. Thì ra đây chính là cơ thể tài tình Evil Cameraman mà mình có được. Được rồi, nhanh chóng di chuyển thôi. Một lỗ hổng không gian xuất hiện trong thành phố. Hay quá, mình sẽ đi xuyên không nó sang hành tinh khác để tìm đồng đội của mình. Sao nơi này quen dữ vậy? Đúng rồi, là cái hành tinh chiến trường mà tài tình Eritus của mình trước đây từng giao đấu với tên Unchagon tài tình cameraman mà. Đằng kia có một cái xác đang nằm bất động. Quỷ thần thiên địa ơi, là tên Unchagon tài tình cameraman. Tại sao hắn lại bị chết thế này? Rõ ràng hắn đã đánh bại tài tình Eritus và vô cùng hùng mạnh mà. Chết tiệt, thật là nhiều điều bất ngờ xảy ra. Nhưng khoan, đây là cơ thể cũ của mình bị tên Unchagon này lấy cắp. Được rồi, mình sẽ lấy lại nó, hoán đổi linh hồn thay thế bằng cái thân xác Evil Cameraman này mới được. Trời đất ơi, cuối cùng mình đã tìm lại được thân xác cũ của mình rồi. Chết tiệt, nhưng có vẻ thân xác của mình bị thương nặng quá. Bây giờ tay chân, đầu cổ, thân mình đã bị gãy hết rồi. Nhưng thôi, vẫn đỡ hơn cái thân xác Evil Cameraman bị khô héo kia. Được rồi, nhanh chóng quay về trái đất tìm đồng đội của mình coi họ có ở đó không. Chết tiệt, đây là vũ trụ số mấy thế này? Không lẽ mình đã lạc đường, không thể đến trái đất hay sao? Khốn kiếp thật. Tao sẽ xác hắn đi, tao sẽ xác hắn đi. Khốn kiếp này dám giết chết đồng loại của chúng ta. Lũ
cơ hội. Ta không bị thương trước thì các ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Chết tiệt, lại một lũ khốn kiếp ý đông ăn hiếp yêu. Này lũ chết tiệt, các ngươi mau dừng lại, các ngươi không được giết hại người vô tội. Cái quái quỷ gì thế này? Lại là một lũ quái vật bồn cầu, nhưng lần này bọn chúng có hình dạng xe tăng à. Anh em nhìn kia, lại xuất hiện thêm một tên tái tên cameraman, nhưng tên này bị hư hỏng rồi. Mau xé xác hắn luôn đi, chúng ta sẽ ăn thịt lũ skibidi man tái tên này, cường hóa cơ thể của chúng ta. Lũ khốn kiếp, chúng mày nghĩ chúng mày là đối thủ của tao à? Mặc dù thân xác cũ của tao đã bị gãy tứ lung tung, nhưng sức mạnh của nó vượt trên chúng mày. Tao sẽ nghiền nát và đốt cháy sạch chúng mày. Chết hết đi lũ khốn kiếp, lũ cơ hội. Ai lâm trang sĩ hả? Cậu cũng là một tay tật cameraman à? Hay quá. Này anh bạn là ai? Tại sao lại bị lũ quái vật bồn cầu xe tăng này vây bắt ở đây? Tôi cũng là một tay tật cameraman, nhưng đã đạt được trạng thái á thần. Tôi không may đụng độ phải một con ác quỷ, nó bắt tôi, nó đã đánh tôi trọng thương. Cái gì? Anh bạn là một á thần tay tật cameraman à? Nhưng lại bị một con ác quỷ còn mạnh hơn đánh bại. Không thể nào. Làm ơn giết chết con ác quỷ đó, nó hành tinh đối diện đây thôi. Nếu không, nó sẽ phá vỡ hút hết năng lượng của tất cả hành tinh trong vũ trụ này mất. Này anh bạn, anh bạn là A thần, không đánh lại nó thì làm sao tôi có thể đánh với cơ thể này được? Chết tiệt thật, phải làm sao đây? Đúng rồi ha, hay là mình bỏ cái thân xác cũ này, chuyển qua nhập hồn vào cơ thể của A thần tay tần camera kia. Được rồi, chỉ còn cách đó mà thôi. Thật là tuyệt vời, một cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, mình sẽ thay thế cho A thần tay tần camera men, giết chết con ác quỷ đó bằng mọi giá. Ta lại tìm được một cơ thể nữa của lũ tay tần trái đất khổ kiếp đó rồi. Nữa đi, một chút thôi, hành tinh đối diện kia sẽ tan thành mây khói, ta sẽ hấp thụ tất cả năng lượng từ đó. Hả? Thứ quái quỷ gì đây? Chết tiệt thật, nó có thể đứng từ hành tinh này hút sạch năng lượng của loại hành tinh khác hay sao? Đến lúc rồi, ta sẽ cho nổ tung hành tinh kia. Đi, thứ chết tiệt, mau dừng lại. Cái gì thế này? Lại thêm kẻ dám đột nhập vào hành tinh của ta hả? Lại là ngươi, tên á thần tay tần cameraman. Ngươi chưa chết hay sao? Ta đã đánh ngươi trọng thương, ngươi bỏ chạy rồi mà. Ngươi nói không sai, người bạn đó của ta đã chết dưới tay của ngươi rồi, nhưng anh ấy đã cho ta cái thân xác này để ta thay thế anh ấy báo thù, giết trừ thứ xấu xa chết tiệt cho ngươi. Mẹ kiếp, cái lũ skibidi tay tần men chúng mày thật là rắc rối và nhiều chiêu trò. Nhưng lần này ta sẽ không để cho mày chạy thoát, ta sẽ nghiền nát mày cùng với cái cơ thể khổ kiếp này. Không dễ dàng như vậy đâu. Mặc dù ngươi là một con ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, có thể phá hủy được hành tinh khác, nhưng ý chí kiên cường và lòng chính nghĩa đại diện cho công lý của bọn ta sẽ hủy diệt ngươi. Người nói mà ta muốn xì hơi quá. Cách nói chuyện của ngươi cũng y chang như tên trước vậy. Ta nói cho ngươi biết, ta là một con ác quỷ bất tử. Dù các ngươi có tấn công cơ thể của ta như thế nào, vết thương của ta sẽ nhanh chóng lành lại. Cái gì? Không thể nào. Chết tiệt thật, cơ thể của hắn thật sự là bất tử, mọi vết thương đều được lành lại nhanh chóng. Bắt đầu sợ rồi phải không? Nhưng ngươi sẽ không có thời gian để sống sót nữa đâu. Chết đi. Mẹ kiếp, chắc chắn ngươi có một điểm yếu. Đúng rồi, tại sao ngươi cứ ở hành tinh của mình hấp thù phá hủy hành tinh khác mà không bao giờ di chuyển khỏi đây? Chắc chắn cái nơi này
có mối quan hệ gì với ngươi. Được rồi, ta sẽ phá hủy nơi này coi thử xem sao. Không, không, ngươi bảo dừng lại. Thiệt ra, thứ quái vật này và hành tinh của nó có mối liên hệ sự sống với nhau. Cuối cùng, cũng đã diệt trừ được cái rắc rối chết tiệt này rồi. Gì đây, gì đây? Nguồn năng lượng của loại hành tinh mình vừa phá hủy.